Con cáo phát hiện ra một chuồng gà, nhưng con cáo đó vì quá mập nên không thể chui lọt qua hàng rào để ăn gà. Thế là nó nhịn đói suốt 3 ngày, cuối cùng đã vào được. Tuy nhiên, sau khi ăn no nê, chiếc bụng phình to lên nên lại không ra được nữa, đành phải bắt đầu nhịn đói lại 3 ngày mới ra được. Cuối cùng, nó xót xa than thở rằng bản thân mình ngoài nhất thời xứng miệng ra, trên cơ bản hoàn toàn là phí công vô ích. Đời người không phải như vậy sao? Đến trần truồng mà ra đi cũng trần truồng. Không ai có thể mang theo tài sản và danh vọng mà mình đã vất vả kinh doanh một đời để theo cùng. Dùng tuổi trẻ để kiếm tiền, nhưng tiền không mua lại được tuổi trẻ. Dùng mạng sống để kiếm tiền, nhưng tiền không mua lại được mạng sống. Dùng hạnh phúc để đổi lấy tiền, nhưng tiền không mua lại được hạnh phúc. Dùng thời gian để kiếm tiền, nhưng tiền không mua lại được thời gian. Cho dù dùng cả cuộc đời để có được tất cả tiền bạc của cả thế giới, nhưng tiền bạc của cả thế giới cũng không mua lại được cuộc đời của bạn. Vậy nên, những lúc nên làm việc thì hãy làm việc, những lúc nên nghỉ ngơi thì hãy nghỉ ngơi, vui vẻ làm việc, tận hưởng cuộc sống, trân quý tất cả những gì mà mình có được. Hãy yêu thương những người bạn mà bạn yêu thương, vui vẻ mà sống trọn từng ngày. Sống một ngày vui vẻ là sống một ngày, sống một ngày không vui vẻ cũng là sống một ngày. Vậy tại sao chúng ta lại không trân quý hết thảy, vui vẻ mà sống trọn vẹn một ngày chứ?